Dạ em, Hoa Lan Thanh Mai xin chào tất cả các bạn yêu mến Hoa Lan ạ. Thì buổi sáng nay lên rất là nhiều những dòng hoa lan rừng đã thuần và đã có hoa rồi các bác nhé. Đai Châu thì chuẩn bị hoa Tết các bác nhé. Tất cả là những chậu đã thuần rồi, các bác về thì mình dễ chăm nhé. Trong nắng, trong mưa đều rất là ok ạ. Các bác uống trà ngon nhé, chuẩn đất trà Tân Cương. Chuẩn đất trà Tân Cương nhà em làm nhé, liên hệ trực tiếp cho Thanh Mai. Giá thấp nhất thì sẽ là 250k/kg trở lên anh chị mình nhé. Giá thấp nhất là 250k/kg trở lên. Những giá trà dòng trà đinh trầm 1 triệu anh chị mình nha. Đầu tiên Thanh Mai lên cái chậu to to này trước các bác này. Cái chậu này nó đang rụng lá để nó cho hoa đấy các bác nhá. Đang rụng lá để nó cho hoa. Cây này là cây hoàng hậu. Hoa của nó thì đây này. Ít nữa nó rụng hoa là nó sẽ ra như thế này các bác nhá. Cuống hoa này. Nó phải rụng nó mới ra các bác nhá. Đấy. Bắt đầu lấy cây này 150k nhá. Hoàng hậu. Châu có nhá, châu cam lửa này, cam lửa với trắng lưỡi vàng này, hoa là hoa hướng chỉ thiên này. Bắt đầu lấy chậu này thì mai để là 280 này. Quế không nhá, quế có mấy chậu này, chậu số 1 này. Số 1 là 1 2 3 4 ngọn này nguyên bản không nhá. Hàng nguyên bản đấy, các về cứ treo tưới nhá. Em chả chăm được. Số 1 nguyên bản em để là 150 này. Số 2 này. Số 2 này cũng là nguyên bản để vào chậu các bác nhé. Số 2 là 200 các bác nhé. Ba ngọn. Chậu số 3 này, ba chậu to này. Quế trắng tháng 8 các bác nhé. Có bác bảo là mua quế sợ nhầm sang tam bảo sắc, không bao giờ nhầm được các bác nhá. Các bác bảo là mua quế phải mua chuẩn màu hoa, các bác như thế là nhầm nhá. Vì cái lá quế với lá tam bảo nó khác nhau hoàn toàn các bác nhá. Lá quế nó khác ạ. Chứ không cần thiết phải chờ mùa hoa, chỉ có các bác chỉ có mua nhạn tháng 8 ấy thì các bác mới mua mùa hoa thôi. Chứ còn cái dòng này thì nó khác nhau hoàn toàn. Em có một chậu cookie siêu to này, siêu to đẹp luôn nhá. Vừa rồi là ở trong vườn nó cho hoa hết. Riêng chậu này là không thấy hoa. Các bác ạ, chậu này chắc nó bị nó tốt quá, nó ít nắng. Mà chậu này to nhất, theo như em thấy là to nhất. Như là nó không được ăn nắng mấy. Có chậu cậy phi đẹp ở giữa. Và lấy chậu này em để là 600 nhé, sang năm các bác chơi hoa đã luôn. 600 ạ. Đây là kiều tím này. Đấy, kiều tím Thái này. Hoa đậm đẹp lắm. Kiều tím Thái bắt đầu lấy chậu này giá là 350k nhé. Kiều tím Thái. Em ghép hai chậu vào thành một chậu đấy. Đẹp lắm. Kiều tím Thái các bác nhé, 350k. Cái này là sơn thủy tiên này. Wow, đẹp không này các bác này. Đấy, sơn tiên họng nâu các bác nhé, đẹp cực kỳ, hai chậu nhá. Hai chậu Thanh Mai bán là 250k nhé. Wow, đẹp lắm. Các bác vì cứ thế này treo hoặc là một chậu to nhé. Sắp sang năm là qua Tết là đến mùa hoa rồi. Đẹp lắm. Cái này châu trắng Thanh Mai còn hai chậu này. Châu trắng. Em xem nó lát lộ chưa nào. Bởi vì có cây thì nó ra rồi, có cây chưa. Nhưng mà thông thường những cây chưa thì nó mới chuẩn Tết các bác nhé. Đấy, chậu châu trắng này 350 anh chị nhá. 350. Cái hàng này là em thuần trong chậu là được 1 năm rồi các nhá. Thuần trong chậu là được 1 năm rồi đấy, chứ không phải là không đâu. Đấy, đẹp lắm đây này. Châu trắng chậu 2 cây 350 các nhá. Châu trắng chậu 2 cây 350 đẹp lắm. Một số bác mới chơi hoa cứ sợ nó không ra hoa. Những cái cây này là tới đây là cây nào cũng có hoa các nhá. Như này mới chuẩn Tết. Rồi, chậu châu đỏ các bác này lá xoáy này, lá nhăn này. Đẹp không? Con của nó nhăn này. Rất là đẹp các bác này. Đấy, chậu châu hoa đỏ này. Chậu này Thanh Mai để các bác giá là 600 nhá. Cây châu to này 600, nó cao lắm các bác ạ. Nó cao lắm. Cây châu to này lá là giá là 600 các bác nhá. Những cây thuần lâu năm ở vườn không tránh được các bác nhá. Nhưng những cái cây này nó khỏe lắm. Các bác nghề chơi ngắm hoa đã lắm. Đây là tam bảo sắc các bác nhá. Tam bảo sắc dòng lá to. Đấy. Đây với nhạn. Hoa màu vàng các bác nhá. Hoa màu vàng em để trên bài ấy, đẹp lắm, vừa rồi nó nở hoa đẹp lắm. Thanh Mai cắt hết đi ấy. Em cắt luôn từ cái lúc mà nó mới lên ấy, cho nên thì nhìn không thấy cuộn hoa đâu. Có cái có cuộn, có cái em đã ngắt từ sớm ấy. Em chỉ để một ít em ngắm thôi. 1 2 3 4 5. Dòng này theo như em đánh giá thì nó phải nói là thơm nhất trong những dòng hoa lan đơn thân các bác nhá. Đấy, chậu này Thanh Mai để cô chú bác anh chị mình giá là 750k, 1 2 3 4 5 ngọn. Còn chậu 3 ngọn này em để các bác giá là 600 nhá. 3 ngọn là 600. Đấy, chậu này là 750. Rồi em lên chậu châu. Hai con châu trắng thì đây là số 1 và đây là số 2 rồi các bác nhá. Con châu này thì riêng biệt là con châu mẹ con rồi. Con châu này cậy chậu châu đôi này. Đấy. Hồng sắc pháo các bác nhá, đẹp lắm.
đẹp lắm. Đây là trong trong củ gỗ ấy, thế là đặt vào chậu ấy các bác ạ. Cây này sau rồi nó sẽ ra con anh chị mình nhá. Xem nó ra chưa nào. Nó sẽ ra qua lách lá đây này. Đấy, đầy các bác này, vòi hoa của nó này. Dài lắm. Năm nay ôi có nụ rồi các bác ơi. Một nụ này. Hai nụ này. Cây này hôm mai thấy được hai nụ nhá, hai nụ. Hai nụ thôi, cây dưới. Khó nhìn quá. Đây, chậu này em để giá là cái to này nhá. Chậu to đấy Thinh Mai để các bác giá 500. Rồi em lên chậu VIP này. Chậu VIP này. Chậu VIP hồng sắc pháo các bác nhá, 11 cặp lá rưỡi. Đấy, chậu VIP hồng sắc pháo này 11 cặp lá rưỡi, hoa chuẩn Tết các bác nhá. Đoạn lá 8 sen. Hoa chuẩn Tết bản lá 8 sen các bác nhá, đẹp lắm đây này. Các bác nhá. Bản lá 8 sen. Rất là đẹp luôn. Đấy, 11 cặp lá rưỡi, cổ lá tròn to. Đấy, bác nào lấy chậu này hôm mai để là 1,1 triệu. 1,1 triệu. Sang chậu số 2, hoa đỏ các bác nhá. Hoa đỏ. Đấy, lá cũng 8-9 thôi nhá. Lá cũng 8. Đấy, chậu này. Đây này, nó đang u này này con này. Đang u là nó đang nứt đấy. Đang nứt nụ đấy. U lên này các bác ạ. Đây. Dễ đẹp không các bác. Cái này là hoa đỏ các bác nhá. Hoa đỏ. Chậu này cũng 10 cặp lá các bác nhá. 10 cặp lá. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy, các bác nhá. Chậu là chậu đặt các bác nhá. Chậu là chậu đặt rất là đẹp. Đấy, bác là yêu chậu này Thanh Mai để giá là chậu này em để cô chú bác anh chị mình giá là 950k nhá, 950 ạ. Cô chú bác anh chị vào mua hàng hộ Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372 094 157 ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.